Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Dù truyền thông Mỹ mới đây đã đồng loạt đưa tin ông Donald Trump đã đắc cử tổng thống. Chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa chỉ được chính thức xác nhận vào tháng 1 năm 2025 khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu tại Quốc hội các nghị sĩ mới đắc cử và tuyên thệ nhậm chức trong đợt bầu cử quốc hội vào đầu tháng 11 sẽ kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 để chứng thực kết quả bầu cử. Theo luật liên bang Mỹ, các bang phải chuyển kết quả phiếu đại cử tri cho phó tổng thống, người đồng thời giữ chức chủ tịch thượng viện, trước ngày 23 tháng 12. Phó tổng thống sau đó sẽ chủ trì phiên họp chứng nhận kết quả kiểm phiếu này. Kết thúc phiên họp kiểm phiếu, bà Harris sẽ phải gọi bố chứng nhận chiến thắng của ông Trump cũng như thất bại của chính mình. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử Mỹ một ứng viên tổng thống phải chứng nhận thất bại của mình và chiến thắng của đối phương. Trước đó vào năm 2000, cựu phó tổng thống Al Gore cũng đã phải gõ bố xác nhận thất bại của chính mình trước ông George Bush. Bà Harris chưa lên tiếng về sự kiện này nhưng trong bài phát biểu nhận thua, bà đã cam kết sẽ chuyển sang quyền lực hòa bình cho ông Trump. Bộ An ninh nội địa Mỹ từ tháng 9 đã coi cuộc họp chứng nhận phiếu đại cử tri ngày mùng 6 tháng 1 năm 2025 là sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia. Được bảo vệ tương đương các sự kiện như Tổng thống đọc thông điệp liên bang và siêu cúp bóng bầu dục. Sở mật vụ sẽ giám sát quá trình lập kế hoạch an ninh cho ngày này. Trong khi kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ dường như đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Đảng Cộng Hòa, thì đường đua Hạ viện vẫn đang rất quyết liệt giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo hãng tin Reuters, tính đến sáng ngày 7 tháng 11, giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa được cho là sẽ nắm giữ đa số ít nhất là 52, 48 tại Thượng viện. Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đang tạm thời dẫn trước với 207 ghế so với 189 ghế của Đảng Dân Chủ. Theo đó còn tới 40 trong số 435 ghế chưa công bố đảng nào giành chiến thắng. Nên quyền kiểm soát cuối cùng của Hạ viện vẫn chưa rõ ràng. Hạ viện hiện tại do Đảng Cộng Hòa kiểm soát với tỷ lệ mong manh 220-212 ghế. Để giữ được quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng Hòa phải giành được ít nhất 218 ghế trong cuộc đua lần này. Trong cuộc đua năm nay, Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ở một số khu vực có thể cho phép đảng này mở rộng đa số 220, 212 tại Hạ viện. Mặc dù kết quả cuối cùng có thể sẽ kéo dài nhiều ngày, cho đến nay Đảng Cộng hòa đã giành được thêm 4 ghế mà Đảng dân chủ tự tin sẽ dễ dàng có được, gồm hai ghế ở bang Pennsylvania và một ghế ở mỗi bang North Carolina và Michigan. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã giành được một ghế do Đảng Cộng Hòa nắm giữ ở phía bắc bang New York và một ghế ở bang Alabama. Hiện tại, Đảng Dân Chủ cần phải lật ngược ít nhất 8 ghế từ tay Cộng Hòa và giữ được tất cả các ghế mà hạ nghị sĩ đương nhiệm của đảng này đang tái tranh cử để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Dù vậy, theo đài CNN, cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Hạ viện đều tin rằng phe Cộng Hòa sẽ duy trì quyền kiểm soát tại cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố theo nguồn tin thần cận đảng dân chủ tại hạ viện sẽ học kín để thảo luận về kết quả bầu cử cho đến nay cũng giống thượng viện hạ viện có quyền đề xuất các dự luật mới hay các sửa đổi luật thành viên ở hai viện này đều được bổ nhiệm vào các ủy ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau như ngân sách tư pháp tuy nhiên hạ viện có một số quyền lực đặc biệt bao gồm quyền đưa ra các đạo luật về thu nhập phế chốt các quan chức chính phủ và bầu tổng thống nếu như đại cử tri đoàn không quyết định được ai thắng cử Hạ viện gồm tổng cộng 435 nghị sĩ và được bầu lại 2 năm một lần. Số nghị sĩ đại diện mỗi bang tương xứng với dân số của bang đó. Nếu Đảng Cộng Hòa cuối cùng giành chiến thắng tại Hạ viện năm nay, đảng này sẽ có vị thế quyết định chương trình nghị sự ở Washington, giúp ông Donald Trump một khi quay lại Nhà Trắng, có thể thực hiện lời hứa cắt giảm thuế và hạn chế nhập cử. Ít nhất là trong hai năm tới cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, kịch bản Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ cũng giúp ông Trump dễ dàng bổ nhiệm các vị trí nội các và thẩm phán. Theo hai quan chức Mỹ và các cuộc trao đổi trong các nhóm WhatsApp của người di cư, chính quyền Biden đang lập kế hoạch dự phòng cho khả năng gia tăng người vượt biên. Khi ngày càng có nhiều người có ý định nhập cư, bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa biên giới. Gần 36 giờ trước khi ông Trump tuyên bố chiến thắng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cố vấn cấp cao và lãnh đạo Cục Hải quan và Biên phòng, CBP, cùng Cục Di trú và Hải quan, ICE. Trong cuộc họp, các bên đã bày tỏ những lo ngại về tác động trước chiến thắng của ông Donald Trump đối với an ninh biên giới. Theo hai quan chức trực tiếp tham gia cuộc gọi, những câu hỏi được đặt ra không có gì bất thường. Bộ An ninh Nội địa đã chuẩn bị về mặt hoạt động như thế nào để đối phó với khả năng gia tăng người nhập cư? Có đủ giường trong các trại giam ICE để giam giữ người nhập cư trước khi trục xuất không? Các cơ quan có thể tiếp tục đưa những người không đủ điều kiện xin tị nạn và quy trình trục xuất nhanh hay số lượng người sẽ quá tải hệ thống và buộc các nhân viên phải thả người di cư vào Mỹ với các phiên tòa được ấn định nhiều năm sau. Các quan chức nhấn mạnh rằng Bộ An ninh Nội địa cho thấy dấu hiệu gia tăng người di cư hướng đến Mỹ. Tuy nhiên họ lo ngại nếu ông Donald Trump đắc cử sẽ có làn sóng người di cư cố gắng nhập cảnh vào phút chót và CBP cùng ICE cần phải sẵn sàng. Người phát ngôn của CBP tuyên bố người di cư không nên tin vào những lời dối trá của những kẻ buôn người. Quan chức này cho biết thêm Washington tiếp tục thực thi luật di trú và người di cư nên sử dụng các con đường an toàn, hợp pháp và trật tự để đến Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp nếu ông đắc cử. Khi tin tức về chiến thắng của ông Donald Trump được công bố vào tối ngày 6 tháng 11, người di cư bắt đầu trao đổi trên WhatsApp, một kênh thông dụng mà những kẻ buôn người thường quảng cáo dịch vụ của họ cho người dân ở Trung và Nam Mỹ muốn đến Mỹ. Một chủ đề chung xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện, phải đến Mỹ ngay bây giờ bởi sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền ở Mỹ sẽ ban hành xác lệnh trục xuất hàng loạt người di cư. Người điều hành một nơi tạm trú ở Tijuana, Mexico, nơi người di cư chờ đợi trước khi vào Mỹ cho biết, ông dự đoán những kẻ buôn người sẽ gây áp lực buộc người di cư bắt đầu vượt biên ngay. Ông Gustavo Banda, người điều hành Templo Embajadores de Jesus, nơi hiện đang cư trú khoảng 1.400 người di cư cho biết, bọn buôn người sẽ nói rằng mọi người cần phải vào trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông cũng nói rằng người di cư tại nơi tạm trú của ông đang cảm thấy bất an, nhưng ông cố gắng giúp họ bình tĩnh. Ông Banda nói, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn phải nói chuyện với họ rằng hiện tại hoàn toàn chưa có gì thay đổi. Tại một khu vực khác ở Mexico, gần biên giới Mỹ, ông Francisco Loreiro, người điều hành nơi tạm trú Nogales, cho biết ông đã nói chuyện với người di cư về kết quả bầu cử và những lo ngại của họ đồng thời cho những người di cư biết về ứng dụng mà họ có thể sử dụng để xin tị nạn mà không cần nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư. Ông cam kết sẽ tiến hành đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đối với người nhập cư không có giấy tờ. Ông cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu. Một trong đó là chương trình Ở lại Mexico, yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. theo Đài RT, ông Trump chia sẻ điều này trong khi trả lời phỏng vấn kênh Fox News sau chiến thắng trước đối thủ Đảng Dân chủ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử. Ông Trump nói: "Tôi nói với gia đình tôi thế là đủ rồi. Bạn biết vì sao không? Điều này quá đau đớn cho gia đình tôi. Gia đình tôi đã trải qua nhiều tổn thương." Ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021 và sẽ làm tổng thống thứ 47 từ năm 2025. Con gái cả của ông, bà Ivanka Trump và con rể Jared Kushner là những cố vấn quan trọng của ông trong nhiệm kỳ đầu. Hai người này thường xuyên chịu chỉ trích vì vai trò của mình. Năm 2022, khi ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử lần ba vào Nhà Trắng, con gái Ivanka tuyên bố sẽ rời xa chính trị để ưu tiên cho các con và cuộc sống gia đình. Bà Ivanka nói, bất kể thế nào, tôi luôn yêu và ủng hộ cha mình, nhưng từ bây giờ tôi sẽ làm điều đó ngoài lĩnh vực chính trị. Bà Ivanka đưa ra quyết định trên khi ông Donald Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vụ thu hồi hơn 100 tài liệu mật từ khu dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Bà Ivanka cùng với các anh em là Eric và Donald Jr cũng bị nêu tên trong vụ kiện dân sự của tổng trưởng lý bang New York và đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump. Tháng trước, ông Donald Trump cũng cho biết con trai 18 tuổi của ông, Barron Trump, cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chiến dịch tranh cử của mình. Cuộc phỏng vấn trên với Fox News diễn ra sau khi ông Trump nhanh chóng đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử đầy kịch tính. Ông cũng đã có bài phát biểu đầu tiên tại trung tâm hội nghị Palm Beach, bang Florida. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Donald Trump cho rằng ông và những người ủng hộ đã làm nên lịch sử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông cũng cam kết sẽ chữa lành đất nước, đồng thời cho rằng nước Mỹ đã trao cho ông và những người ủng hộ ông một nhiệm vụ quan trọng và chưa từng có.